được cái mảnh như vậy thì mình sẽ dùng một lỗ có kích thước là 1 mm. 1 mm. Đây là dụng cụ quan trọng đúng không? Ngoài ra nó có nhiều lỗ ví dụ như là lỗ 2 mm, 3 mm. Thì sẽ dùng 1 mm. Thank you.
sẽ ra được kiểu cái búa này không có đúng cho búa giảm thanh. Phải không có xí chỉ quá chặt, thì khi xí chặt quá thì da nó sẽ nhăn, còn nếu mình xí lỏng quá đó, thì đường may nó sẽ bị chỉ nó sẽ lỏng không đẹp. Cute.
vào website của tụi mình nhé. Các bạn nhớ vào website của tụi mình nhé. Dodaleader.com Dodaleader.com